Xin chào tất cả anh chị nhé. Sau 7 ngày đi festival hoa lan tại Hồ Chí Minh thì anh đã trở về đứt chân về vườn buổi sáng dậy sớm lúc là phải đi tham quan vườn lan, xem vườn lan mình có gì thay đổi. Và đặc biệt là buổi sáng ngắm lan thì rất là thư thái, giúp cho nâng cao tinh thần tham quan vườn lan của em nhé. Ôi, vườn lan, cây kiện treo, cây không khí, cây dương sĩ. Rồi rất là nhiều giống lan, như cái kia thì cái quế tím, cái hồ điệp, hồ điệp trồng chân gỗ, dương sĩ mở lá đẹp nha. Cái quế tím nữa anh chị ạ, quế tím đang nở. Rồi chúng ta đi tham quan một vòng xem lâu ngày về là lan mình, cô mình nó có bị chết không. Ở đây là cây vàng Tây Ninh, kiểu vàng Tây Ninh nè. Cây ninh đang hoa, cái này đang bị con bò trĩ nó ăn này, rụng hết nụ. Đây là các trụ lan hoàng nhạn này. Ở đây có cái trò quế khung này. Vẫn còn nhiều lan đã còn nở, như lan kim điệp nhựa này, lan quế tím, lan hoàng nhạn này bắt đầu nở. Lan ngọc điểm được trồng xen kẽ, trên thì lan quế cẩm bão tươi chồn. Ra trụ ngọc điểm là lớn đây. Rồi chúng ta thêm anh chị vào xem video thì em thấy hữu ích thì hãy giúp cho em một nút chia sẻ nhé. Em mời anh chị chúng ta tham quan. Hoàng lan có hoàng hảo đơn cam đang nở này. Thấy không ạ? Hoàng hảo đơn cam rực lửa, màu như màu lửa. Rồi xem qua quài ra bây giờ là thì đi vào mùa phát triển rồi, nên là gần ít. Đây là lan hoàng nhạn này. Đây, đây là các cái giống lan đủ loại, gọi là ta gọi là đủ thứ loại. Rồi, đây là những cây lan, cây hạt Ono của Đài Loan. Nó vừa trồng kỳ đây, giao kỳ. Đây là khu rạp để kỳ. Đây là chuối cún dễ thương. Còn hạt hà lan hạt vị vẫn còn nở. Đây là những trò quế, quế tháng 8 vậy, trò quế tháng 8. Ui, đi về lâu ngày có một bụi lan nó tèo đây, nó bị bệnh. Nó bệnh mất thối, mất gốc, rồi tiếc quá. Cái này phải đưa vô xử lý để ngừng cách ly đó, kiếm lô hội này. Còn đây là lan phi điệp tím này nhé, kiểu lan phi điệp tím. Rồi, trồng lan vậy, đây là cái hạt đỉnh. Trồng lan vậy, thỉnh thoảng vẫn có những cây nó chết. Mình quên cái để bệnh nó chết lúc nào không biết. Rồi, các giò lông tu, giò lông tu. Khu vực trồng kiếm, là nhiều kiếm đang nở hoa. Cây mà có một cây kiếm mặt bông đẹp, sáng đẹp nè. Đây có một cái kiếm va, hoa xanh là cây này, cây phân trí gieo hạt. Ngoài ra còn đây có một cây lan sơn thủy tiên, vẫn còn sơn thủy tiên nở. Sơn thủy tiên bữa nay ít rồi. Vẫn còn lan gì đây nữa, lan ngọc thạch này, lan đuôi kèn này. Vẫn còn số ít lan nở nữa thôi. Đây những cây phi điệp mà bóc ra để trên sạp. Bóc ra để trên sạp mà chưa cái thời gian trồng ấy, nó vẫn nở bình thường ấy. Rồi lan trầm, lan trầm, lan hoàng thảo đuôi gà. Cây này thì vừa ra hoa vừa ra kỳ. Còn số ít ngọc thạch mới trồng đang có nụ luôn. Đây là hoàng thảo thạch mới ghép. Đây là lan tiểu hồ điệp. Lâu ngày đi, cảm giác lâu ngày sau một tuần đi xa về được ra vườn là ngắm lan thôi, rất là thoải mái. Bắt đầu đi tham quan từ trên xuống dưới.
cảm giác ra vườn mà như này thì rất là tuyệt vời. Thế là mỗi ngày sẽ được tham quan đi vòng vòng vườn như này. Chủ yếu bữa này là ngắm cây ngắm cỏ thôi, còn một cây hạc đỉnh đang nở trễ, còn cây này là lan chuỗi ngọc. Còn rất là ít. Này, khu vực cho nhân viên ngồi đóng phân sợ nắng này, che cái bạt đây. Còn bông phi điệp rất là xinh. Vườn lan vào những ngày bắt đầu chuẩn bị vào mùa mưa rồi, nên là bắt đầu xanh trở lại rồi. Xa xa trên kia thì đang có một bụi sơ kia đang nở nhỉ. Sơ kia đang nở mà mấy bị giò lan khác chèn ép nên là nó đang bị phải lấy cái xào để sửa lại rồi. Đây là phía trong cùng của vườn lan, đây cái xác cái sạp này để lan giống, lan thân già để ươm giống. Trong cùng vườn lan. Đi tham quan một vòng, kiểm tra xem lan này nó có vấn đề gì không. Những cái lan chưa có thời gian trồng cứ treo tạm lên đây, nó không chết nhưng mà nó phát triển hơi chậm một chút thôi, nên là có thời gian để trồng từ từ. Đây là bông phi điệp bệt, nở là nở nha. Mà anh chị ta ngắm đây, khu này vực này trồng phi điệp này. Trồng phi điệp mà phi điệp năm nay, năm vừa rồi cắt hồ nước, một số cây hoa thì bán hết rồi, còn số cây thì nở hoa vào mùa xuân rồi, còn một số ít chưa có hoa hoặc là đang nụ như thế này này. Đây là những cái dòng cái phi điệp mà được trồng lên từ cây, những hàng giống từ cây. Đây là phi phẩm như bây giờ là mầm con lên. Mầm con thì rất là tốt. Phi điệp. Cái bông có bông rất là đẹp luôn. Phi điệp là cây cây rừng Ninh Thuận này, cái này bông đẹp. Khuôn bông đẹp. Rồi còn có la mơ nữa, không biết là mình có thịt chó không để ăn. Phi điệp. Có những bông thì bông bắt đầu nở lác đác như này. Còn chậu này là mầm gốc nó bị ốc sên ăn hết rồi, nên là kỳ rồi, toàn kỳ. Có hiện thân giữ thân con, thân mầm con tốt hết rồi nhá. Có một triệu thân ngắn ngắn thôi mà hoa ngắn có khúc thôi, nhưng mà hoa phải để người ta cắt nước được thì nó hoa đạt thôi. Phi điệp. Ở đây có một cái tác phẩm phi điệp, phi điệp miền Bắc, cái này phi điệp Thanh Hóa. Đang chuẩn bị vào mùa hoa của nó rồi đây, nó ra hoa tầm tháng 6, tháng 7. Những thân già năm ngoái đến mùa này bắt đầu tự động nó nhảy con. Đây là mặt hoa của cái địa lan, cái giống này thơm nhé. Hoa này thơm. Và những cái lan con, lan giống, những cái lan mà mua về trước thời gian trồng cứ bỏ lên đây cả. Một bình cây thủy sinh. Đây, lan kiều típ đang nở nhá, lan kiều đang nở. Hoàng Thảo
Một giò hoàng thảo đơn cam rất là đẹp đẹp. Rồi đây là lan đùi gà rực rỡ pensoda luôn nhá. Những giò lan soda rất là đẹp luôn. Đây là hoàng thảo thập hoa, một chậu rất là nhiều, lâu lắm rồi, giờ năm nay phải đi trồng lại. Đây là tác phẩm Catalaya. Đây là những lan kiều dẹt Catalaya. Rất là nhiều giống lan đang ở đây. Lan trầm vàng này, trầm vàng nó ra hoa. Giống này ra hoa không cần rụng lá. Thôi chào anh chị, chúng ta tham quan vừa lan xong rồi nhá. Và bây giờ em sẽ bận một số việc nên là trưa nay thì chưa live stream được. Hẹn anh chị chúng ta sẽ gặp trong live stream, cố gắng live stream vào trong tối hôm nay nhé.